Công tác giải phóng mặt bằng của tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây hiện nay đã gần như là hoàn tất 100% và các nhà thầu đang thi công đúng tiến độ đề ra. Được biết, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây dài hơn 99 km được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2020 theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 12.577.487 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sẽ giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận còn một nửa, hiện nay là khoảng 5 giờ. Là trục di chuyển chính của sân bay Long Thành đang được xây dựng. Cùng với các dự án thành phần khác, khi hoàn thành, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sẽ được kết nối thành trục cao tốc Bắc Nam trong tương lai.